6 đó chính là tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại sao lại gọi là tham gia các hoạt động cộng đồng? Các tình yêu ơi, bạn làm gì cũng vậy, ngoài cái đội ngũ hỗ trợ ra thì bạn cần có một cái nguồn lực ở bên ngoài hỗ trợ cho các bạn. Đó chính là những cộng đồng có thể giúp bạn đi đến một tầm cao hơn. Cộng đồng sẽ chia làm hai loại. Loại thứ nhất là họ có thể giúp mình tham gia các cộng đồng mà ở đó mình được học hỏi, giúp cho mình nâng được cái level của mình hơn, giúp cho mình giỏi hơn, giúp cho mình tài hơn, giúp cho mình kiếm tiền nhiều hơn, giúp cho đẳng cấp con người mình cao hơn. Thì đây chính là một trong những cái cách xây dựng thương hiệu cá nhân. Nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet thì các bạn cũng chú ý giúp mình, đó chính là hãy tham gia vào cái cộng đồng mà ở đó mình được học nhiều hơn. Hoặc là nói một câu hay hơn, mỹ miều hơn, đó chính là tham gia vào cái cộng đồng đấy, con người mình lớn hơn lên. Cái cộng đồng số 2 mà mình tham gia đó chính là mình có thể giúp cho họ. Giúp cho họ là như thế nào? Đây là chính là cái cộng đồng mà bạn xây dựng lên để thu hút tệp khách hàng tiềm năng về cho mình. Từ đó mình mỗi ngày mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trong cái group đấy, củng cố niềm tin, củng cố kiến thức và cái lòng tin của họ mỗi ngày được bồi đắp để họ tin mình, họ yêu mình, từ đó họ mua những sản phẩm mình bán. Khi vậy các bạn đã xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình ở trong cái cộng đồng đấy một cách rõ ràng, chính xác.